Rồi, chúng ta đã nói đến ba yếu tố của thiền, mà ba yếu tố đó là nó liên hệ chặt chẽ với nhau. Là khi mà mình buông xả cái sự buông lung phóng dật đi thì liền là trở về với thực tại. Và khi mà trở về với thực tại, nếu tâm mình không còn buông lung phóng dật nữa thì nó sẽ là an trú nơi thực tại đó, hay là nó tròn vẹn với thực tại đó. Thì cái khâu mà không buông lung phóng dật và trở về với thực tại á, gọi là tinh tấn. Và cái khâu mà tròn vẹn với thực tại á, thì gọi là chánh niệm. Đó là cái nội dung của ba cái buổi giảng trước đây. Thành ra mình chỉ cần nhớ là khi nào mà mình buông lung phóng dật á, tức là lúc đó cái tâm nó đi theo cái bản ngã là lang thang để tìm kiếm cái đối tượng hay là cái sự thỏa mãn của nó. Thì khi mà nó buông lung đi tìm kiếm như vậy á, thì nó không tròn vẹn với thực tại, cho nên nó không thấy rõ được thực tại. Nó không có thông suốt được thực tại. Cho nên á, là khi mà cái tâm mình mà bị buông lung và cái tâm mình mà không tròn vẹn với thực tại thì lúc đó đó là mình bị rơi vào cái tình trạng là gọi là buông lung và thất niệm. Thì á, thường ngày á, là mình cứ bị buông lung và thất niệm. Chính cái sự buông lung và thất niệm đó làm cho mình là không tròn vẹn được cái thực tại. Mà cái bài học của mỗi người đó là làm bài học đó nó đi qua rất nhanh. Nó chỉ là tồn tại trong cái giây phút là tại đây và bây giờ thôi. Thầy dùng cái từ giây phút chứ thực ra là dùng cái từ là sát na mới là đúng. Nó chỉ tồn tại trong một cái sát na sinh diệt thôi. Nhưng mà bởi vì là nhiều sát na rồi mình có cảm giác như thử là nó liên tục. Thế thực ra là mọi thứ đều diễn ra trong từng sát na sinh diệt. Mình không đủ cái sự tròn vẹn và sự trong sáng để mà mình nhận ra được từng cái sát na sinh diệt đó. Cho nên mình cái nhìn của mình là cái nhìn chung chung, nhìn một cách tổng thể. Mà người ta gọi là cái nhìn mà kêu là santati, có nghĩa là gộp chung nó lại với nhau. Cũng giống như mình nói là cái núi, mình đứng xa mình nói đó cái núi, rồi mình đặt cho nó là núi Bà Đen hay là núi gì đó, tức là mình nhìn xa xa ra mình cứ đặt chung cho nó một cái núi rồi mình đặt cho nó một cái tên. Thậm chí mình chưa bao giờ biết cái núi đó là cái gì. Đại khái như vậy. Cho nên á, là cái nhận biết của mình á, cái biết của mình á, là cái biết một cách chung chung, đại khái. Cho mình cũng có nhìn cái nhìn minh bạch. Thực ra nếu mà mình đến sát cái núi thì mình sẽ thấy là cái cục đá hay là cái cây hay là cái cỏ hay là cái dòng suối hay là cái này cái kia, là tất cả mọi cái đều là, thực ra là mình nhìn nó mình cũng thấy được cái sự liên tục của nó. Bây giờ cái dòng thác là rõ nhất. Cái dòng thác á thì mình dễ thấy hơn, còn cục đá thì mình thấy đá mình thấy nó cứ nằm hoài, nhưng mà cái dòng thác thì mình thấy rất rõ, cái thấy là nó cứ chạy liên tục hoài,
Và ở trong cái núi đó đó thì là con cọp nó đi qua ngã này, rồi con nai nó chạy qua ngã kia, rồi con sâu nó bò đi thêm được một khúc, đại khái như vậy. Thế nhưng mà mình nhìn vô rồi mình cứ nói đó là núi. Đại khái cái nhận thức của con người của mình là cái kiểu như vậy. Tức là mình chung chung mình nhìn đó là núi, mình nói là đây là người, người đàn ông, người đàn bà, cứ thế này thế kia gì đó mà mình cứ là chụp một cái hình, xong rồi dán nhãn lên. Đó là cái cách nhận thức của con người. Nhìn cái gì một cách đại khái xong rồi cái dán lên đó cái nhãn và cho rằng là mình đã biết nó rồi. Trên thực tế nó không có đơn giản như vậy. Trên thực tế đó thì là mọi thứ đều trôi chảy. Ví dụ như là ngày nào mình cũng thấy cái sông Đồng Nai và mình cứ tưởng là cái sông Đồng Nai nó nằm như vậy. Nhưng mà trên thực tế đó là sông Đồng Nai là một dòng nước chảy liên tục. Chứ đâu có cái nào là sông Đồng Nai. Bây giờ sông Đồng Nai mà mình chụp hình hôm qua với cái sông Đồng Nai mà một sát na sau, cho đừng có nói là một ngày sau hay một tháng sau hay một năm sau, nhưng mà mình là năm sau hay 10 năm sau mình cũng thấy sông Đồng Nai vậy thôi, phải không? Cho nên cái nhìn của mình đó là một cái nhìn không thấy được cái sự diễn biến của sự sống, mà mình chỉ nhìn là mình cứ chụp hình. Chụp hình là gì? Chụp hình là để thu vào một khái niệm. Cái sự hình thành khái niệm đó là nó như vậy. Rồi bây giờ khi mình thấy một cái vật và mình hình thành cái khái niệm, và bây giờ mình nhìn lại cái vật đó thì mình lấy cái khái niệm của mình đó mình gán lên cho nên mình không thấy nó nữa. Nếu mà mình nhìn người nào cũng mới như lúc đầu á thì chắc có lẽ là rất là hay. Nhưng mà tại vì mình á, để mình nhìn ai rồi là mình nhớ trong đầu rồi, là mình cứ nói là người đó là tôi biết rồi. Bây giờ là chưa có gặp rồi là mình đã nói biết rồi. Thực ra khi mà mình nói biết như vậy á là hoàn toàn là biết cái khái niệm. Khái niệm tức là cái mà mình chụp được. Mà cái máy chụp hình á, cái máy chụp hình đó nó còn chụp được khá tốt, tức là khá chi tiết hơn. Còn mình thì mình chụp rất là đại khái. Thực ra cái máy chụp hình của mình cũng rất tốt. Cho nên đó, có thể là mình nhìn một cái người, có thể lần sau mình không nhận ra. Thế nhưng mà có một lần nào đó mình nằm ngủ trên bao, mình lại thấy cái người đó rất rõ ràng. Chứng tỏ cái máy chụp hình đó, nó rất tốt. Nhưng mà tại vì mình đó là quá lơ là, con mắt mình đó, nó chụp hình rất tốt, mình quá lơ là cho nên đó, mình chỉ ghi nhận một số cái điểm nào đó thôi. Ví dụ như mình thấy một cái người nào đó, cái mình thấy cái con mắt của người đó đẹp quá đi, mình thích quá đấy, tự nhiên cái mình chỉ nhớ con mắt thôi. Và tại vì thực ra khi mình nhìn một cái gì đó mình chỉ chú ý một cái thôi, chứ đâu có nhìn hết được đâu. Và nó là một thực tế. Thực tế của người mình nhìn cái gì đó thì mình không có nhìn hết cái toàn diện, mà mình chỉ nhìn một cái phần nào đó, rồi mình chỉ ghi nhận cái phần đó thôi. Do đó đó, nếu mà bây giờ biểu mình vẽ lại cái con người đó thì đúng là nếu mình thích con mắt là mình sẽ vẽ con mắt thôi chứ gì nữa. Chứ còn mấy phần khác mình đâu có nhớ đâu. Thì cái điều này cũng là tố cáo ra một cái điều là nhận thức của con người mình là nó vụn vặt và nó chia nhỏ ra, rồi nó chỉ là thấy cái này hay thấy cái kia. Mình đối với cuộc sống cũng vậy. Thực ra người thì thích cái này, người thích cái đó, người thích cái kia, mà vì thích cái này cho nên mình loại hết mấy cái kia ra. Đó, cái nào mà tốt mình giữ lại. Nhưng mà thực tế là không phải như vậy. Bây giờ cái bàn tay này, đây là thấy cái mặt này nó nhăn nheo cho nên nó là xấu, không thích. Nhưng mà thấy cái mặt này thì thấy thích hơn,
Nhưng mà bây giờ làm sao mà cái bàn tay có hai mặt như thế này mà mình thích cái mặt này mà không thích cái mặt kia được? Mình muốn nhận thì mình lấy luôn cả hai thôi chứ. Mình thích cái tay này thì phải lấy luôn cả hai chứ, làm sao mà là để ra một phía rồi giữ một phía. Mà cái cuộc đời này thì nó liên hệ với nhau một cách chặt chẽ, mà thầy gọi là cái sự tương giao. Mình ít khi nhận ra được cái sự tương giao, mà mình chỉ thấy ra một số quan hệ thôi trong cuộc sống đó, tức là mình cắt ra thành một cái số quan hệ, mình gọi là mối quan hệ. Còn cái tương giao là cái vô cùng của trời đất thì mình không thấy ra. Cái ảnh hưởng của mặt trăng mặt trời đối với mình là có thật, nhưng mình không cần biết. Mình cần biết có ảnh hưởng mặt trăng mặt trời hay không. Cho đến một ngày nào đó bỗng nhiên cái mặt trời nó không chiếu nữa, thì lúc đó mình mới là thấy là thiếu quá, quá sức thiếu. Nhưng mà khi có mặt trời mình cũng biết. Có khi thậm chí mình nói tôi thích mặt trăng cho tôi cũng thích mặt trời. Ước gì mà cả ngày cả đêm gì cũng đều mặt trăng hết á, cho con không có mặt trời. Đại khái như vậy. Nhưng mà khổ một nỗi không phải là người nào cũng giống như mình. Người kia thì nói rằng tôi thích mặt trời chứ không thích mặt trăng. Do đó nó mới sinh ra là có chống đối lẫn nhau, có đau khổ, có phiền não, có đủ thứ. Nghĩa là gì? Nghĩa là mình không có một cái nhìn toàn diện. Mình không nhìn, không có một cái nhìn toàn diện như là mọi sự là như vậy, mà mình muốn chia cắt ra để mà chỉ thích cái này chứ không thích cái kia. Và mình á là luôn luôn muốn hoàn toàn, nhưng mà cuộc sống thì lại là luôn luôn bất toàn. Cái người giác ngộ đó là giác ngộ được rằng là cái bất toàn của cuộc đời này chính là sự hoàn hảo. Bởi vì nếu mà nó hoàn hảo cái đó thì cuộc đời này coi như là chết khô rồi. Nếu như nó hoàn hảo như ý mình á thì cuộc đời lập tức là chết khô. Có phải không? Có đúng không? Nhưng mà cái nó luôn luôn có biến chuyển. Nó luôn luôn biến chuyển. Và vì nó luôn luôn biến chuyển cho nên nó không bao giờ dừng lại ở một cái hoàn hảo nào. Cái không hoàn hảo của cái chính là để hoàn hảo cái kế tiếp. Mà cứ như vậy mà thực ra cái không hoàn hảo đó chính là sự hoàn hảo nhất của cái cuộc đời này. Nhưng mà mình lại cứ muốn hoàn hảo. Nhưng mà cuộc đời thì nó là bất toàn. Vì vậy cuộc đời không đau khổ mà mình lại đau khổ. Chính cuộc đời là bất toàn thì nó không đau khổ. Nhưng mà chính vì mình muốn cuộc đời là hoàn hảo cho nên mình mới khổ đau. Có phải vậy không? À đó. Cho nên á, tại sao mà mình không tròn vẹn được với thực tại? Tại vì mình muốn nó phải thế này hay là phải thế kia. Mình muốn biến đổi nó trở thành cái này cái nọ theo ý muốn của mình. Còn nó mới là, cho nên mới là đau khổ. Chứ còn vốn cuộc đời là nó phải. Cái cây nó mới lên trời thì đương nhiên á, nó nảy mầm xong rồi nó lên trời rồi đương nhiên nó ra lá. Nó cứ như vậy mà nó cứ tiếp tục mãi và không có chỗ nào là chỗ hoàn toàn cả. Mà chính nhờ cái chỗ không có hoàn toàn đó cho nên mình mới là có trái cổ, trái ổi, trái cam phải mà ăn. Chứ nếu như mà nó hoàn toàn ở một chỗ nào đó thì coi như mình hết ăn luôn. Phải không? Ví dụ như nó mới đâm chồi ra cái nó hoàn toàn luôn. Thì hoàn toàn luôn là coi như mình lấy gì mà có trái ổi, trái xoài mà ăn. Nên chính cái không hoàn toàn đó là cái hoàn toàn. Cho nên có lần thầy giảng ở Hà Nội, thầy hỏi là thầy đố các Phật tử là Đức Phật giác ngộ cái gì mà
mà Ngài trở nên hoàn toàn? Thì không ai trả lời. Thầy mới trả lời rằng là chính là Đức Phật giác ngộ ra cái bất toàn, cho nên Ngài mới hoàn toàn. Còn vì mình muốn là hoàn toàn cho nên mới là bất toàn, thì mới là phiền não khổ đau. Thế thì á, chính bởi vì mình muốn hoàn toàn theo ý mình, cho nên mình mới là phóng cái tâm lên để mà nắm bắt cái mà mình gọi là hoàn toàn đó. Nhưng khi mà phóng tâm ra nắm bắt cái hoàn toàn đó đó, thì lại đánh mất cái hoàn toàn đang là. Có hiểu ý thầy nói không? Tức là chính cái khi mình muốn hoàn toàn là mình mới khởi cái tâm lên muốn đạt được cái hoàn toàn. Thì chính cái lúc mà mình muốn đạt được cái hoàn toàn đó đó, thì mình là đánh mất cái giây phút đã là rất hoàn toàn này. Đó mới là, đó là lý do vì sao mà thầy nói là phải trở về tròn vẹn với thực tại, tròn vẹn với từng giây phút. Chỉ khi nào mà mình tròn vẹn với từng giây phút thì khi đó mình mới là hoàn toàn trong cái bất toàn. Bởi vì mỗi giây phút khi nó sinh diệt, trong cái sinh diệt nó đó, nó đã là hoàn toàn trong chính nó. Và vì sao nó sinh diệt? Là bởi vì nó không cần phải giữ lại. Còn chính vì mình cần giữ lại, hay là mình muốn bỏ nó đi, cho nên mình tạo ra một cái mâu thuẫn, cái bất an. Bất an chính là ở chỗ mình muốn nó an, muốn nó hoàn toàn. Cho nên đó, thầy nói là cái không ổn định chính là để đưa đến ổn định. Cái mà mình thấy là không ổn định đó, thực ra là nó đang ổn định để mà ổn định. Còn mình lại bây giờ mình lại chủ quan theo ý mình đó, là mình muốn nó ổn định, thì chính mình đang tạo ra cái bất ổn. Cứ chiêm nghiệm thử coi. Vì cái điều này là cái điều mà phải chiêm nghiệm bằng xương bằng máu thì mới thấy ra được, chứ không phải đơn giản. Mình cứ thấy cái gì mình cũng nói sao mà nó bất toàn, cho nên mình muốn là nó hoàn toàn, mình cho là nó bất ổn. Nhưng mà thực ra cái thế bất ổn đó là cái thế nó đang đi đến ổn định. Nhưng mà trong khi đó mình lại là muốn nó ổn định, tức là mình đã tạo ra cái thế mà mất ổn định. Bây giờ mình ví dụ như thế này cho dễ hiểu. Có một cái hành tinh, nó đi theo cái quỹ đạo của nó. Thực ra nó đi theo một quỹ đạo của nó đó, là không phải là nó đi theo ý nó, mà nó đi theo cái luật hấp dẫn vũ trụ. Tức là nó có một sự tương giao với tất cả hành tinh khác, mà nó phải đi như vậy. Nó phải đi như vậy. Thế nhưng mà bây giờ mình lại là không muốn nó đi như vậy. Mình muốn nó đi theo ý mình, hay là mình muốn nó đứng lại, hoặc là mình muốn nó chậm hơn theo ý. Tức là mình muốn nó, cái mà mình cho là hạnh phúc á, là cái nào mà vừa ý mình á, mình cho là hạnh phúc. Cho nên là mình muốn hạnh phúc, cho nên mình muốn là nó phải theo ý mình. Nhưng mà khi theo ý mình á, thì nó lại sai cái quỹ đạo đi. Mà nó sai quỹ đạo á, là không phải đơn giản nữa, phải không? Nó lệch cái quỹ đạo nó đi một chút là không phải đơn giản nữa. Nó có thể là liên hệ đến cả cái sự biến đổi của cả vũ trụ lắm, không phải đơn giản chỉ có một cái hành tinh đó thay đổi thôi, mà nó có thể thay đổi cả cái vũ trụ. Vì vậy cho nên trong cuộc sống đó, mình lại không chịu nhìn thấy tất cả mọi sự như nó đang là, mà mình cứ cho là rồi phải là rồi sẽ là, rồi cố gắng để mà đạt được cái sẽ là. Chính những cái đó đó
đang tạo những cái bất toàn. Cho nên đó, là khi mà mình nhận thức ra được rằng là tất cả những cái mình muốn nó phải thế này, mình muốn nó phải thế kia, mình muốn đạt cái này, mình muốn đạt cái nọ, theo cái chủ quan trong cái nhận thức của mình, thì lúc đó mình tạo ra những cái hành vi sai lầm. Và thực ra chính cái nhận thức và hành vi sai lầm đó đã đưa đến đau khổ cho chính mình chứ không phải là ai khác. Thế thì á, cái việc mà khi nhận thức được rằng là những cái mong muốn hoàn toàn hay là những cái mong muốn phải thế này phải thế kia đó, bởi vì khi mình nói phải tức là mình cho nó là như vậy mới hoàn toàn, phải có nghĩa là như vậy mới hoàn toàn. Nhưng mà như vậy mới hoàn toàn đó là như vậy theo ý mình, còn cái sự vận hành của trời đất thì nó lại có cái như vậy của nó, chẳng phải là như vậy như theo ý mình. Cho nên là khi mà nhận thức ra được cái vòng đồng, cái mà mình cứ lăng xăng để mà tạo tác, để mà muốn trở thành, để muốn sẽ là, thì là mình hiểu rất rõ chính cái mà mình muốn phải là sẽ là đó là nguyên nhân của sự bất an, đúng không? Nguyên nhân của sự bất an chính là muốn phải là sẽ là, và rồi cố gắng để mà đạt được cái mà sẽ là phải là đó, cho nên là tạo ra cái bất an. Nhưng mà tức cười một cái là thế này, chính khi tạo ra cái bất an đó thì mình đang mong muốn là được an, tức là mình mong muốn đạt cái mà sẽ là đó đó, tức là mình cho là đó mới an. Còn bây giờ đó là bất an, nhưng mà mình sẽ là cố gắng mình sẽ đạt được cái đó thì nó sẽ an. Nhưng mà cái quá trình để mà đạt được cái đó là một quá trình hoàn toàn bất an. Không thể nào mà đem một cái bất an để đạt được cái an được cả. Cái an là an liền thôi, chứ không có muốn an là an liền thôi, chứ không thể nào mà đem cái bất an để mà đổi lấy cái bình an này, chừng nó không thể có. Thì do đó đó mà cái ý nghĩa của cái sự trở về trọn vẹn với thực tại chính là an. Bây giờ an là sao? An tức là không bị quá khứ chi phối. An tức là một cái giây phút hiện tại. An là một cái giây phút hiện tại. Tất nhiên là cái hiện tại này nó sẽ trôi chạy mãi, cho nó không phải hiện tại là nó đứng tại đây. Nhưng bây giờ mình tạm thời là mình nói tại đây và bây giờ. Cái này trong dịch lý người ta gọi là thời vị trung chính. Có một sát na đó là nó có thời, vị và tính. Khi một sát na tròn vẹn với chính nó, tức là tròn vẹn với thời, vị và tính của nó. Cho nên đó, nếu mà đúng thời, vị, tính thì trong dịch lý đó gọi là thời vị trung chính. Tức là nếu mình tròn vẹn với tại đây và bây giờ, tức là thời là trung, vị là chính, là thời vị trung chính, thì mới giữ được cái tính của chính nó. Tức là có thời vị có chính thì lúc đó tính mới là chân. Khi một cái người mà hành thiền Vipassana đó mà gọi là thấy được thực tánh pháp, có nghĩa là thấy được thời vị trung chính này, thấy được cái sát na mà thời vị trung chính đó. Bây giờ cái sát na này nếu mà mình bị quá khứ là
chi phối, tức là mình đánh mất cái hiện tại. Ví dụ như mình đứng đây nhưng mà mình nhớ đâu trong quá khứ mình buồn vui gì đó, rồi mình cứ ảnh hưởng bởi cái quá khứ đó, tất nhiên là vì quá khứ chi phối, tức là đánh mất cái thời kỳ trung chính, phải không? Hoặc là bây giờ mình đang ở sát na này mà mình lại nghĩ đến tương lai, tức là cũng mất cái thời kỳ trung chính rồi, phải không? Hoặc là mình dính mắc lại, tức là mình bị dính mắc, bị đóng đinh vào, mình bị đóng đinh vào cái hiện tại, mình đóng đinh vào hiện tại thì nó không còn trôi chạy được nữa, bởi vì nó cái sát na đó nó chỉ sinh diệt thôi. Mà bây giờ mình đóng đinh lại là cũng không được. Thực ra mình không đóng đinh được, đóng đinh là một ảo tưởng, còn cái sát na nó vẫn tiếp tục trôi đi. Như vậy nếu mà mình đóng đinh thì mình chỉ giữ được ảo tưởng thôi, chứ không giữ được sự thật, đúng không? Cũng như bây giờ, ví dụ như thế này, hai vợ chồng yêu thương nhau, rồi bây giờ người chồng bỏ đi lấy người khác, bây giờ người vợ chỉ có ôm cái kỷ niệm đó thôi, thế còn thật ra người chồng đi đâu mất tiêu rồi. Đại khái như cái đại khái mà mình nói về cho nó dễ hiểu, thì mình cũng vậy. Thực ra là cái giây phút hiện tại này, nếu mình đóng đinh trở lại, tức là mình bị đắm chìm hiện tại, hay là mình bị chấp thụ rồi gì đó, đại khái vậy, chính mắt chấp thụ gì đó, tức là bị quá khứ lôi đi, cũng là mất cái thời kỳ trung chính. Mình bị tương lai thu hút đi, cũng là mất cái thời kỳ trung chính. Và đắm chìm vào trong hiện tại cũng không được, bởi vì từng giây phút đều là sinh diệt và luôn trôi đi, luôn là sinh diệt, sinh diệt, sinh diệt, sinh diệt, sinh diệt, sinh diệt, sinh diệt. Cho nó không có dừng lại. Vì vậy mà giác ngộ là thoát khỏi thời gian. Thoát khỏi thời gian là sao? Tức là không bị quá khứ chi phối, không bị tương lai chi phối, và cũng không bị hiện tại chi phối luôn. Tức là nói chung là không còn thời gian nữa. Không còn thời gian. Nhưng mà cái thời gian của sự sinh diệt, cái thời gian khách quan của sự sinh diệt thì nó vẫn cứ tiếp tục. Nhưng mà cái thời gian mà của mình á, cái thời gian mà mình bị kẹt vào quá khứ, tương lai hay là mình đắm chìm vào hiện tại, nó chỉ là ảo tưởng. Cho nên người ta gọi cái thời gian đó là thời gian tâm lý, chứ không phải là cái thời gian thực. Còn thời gian thực thì nó vẫn tiếp tục, nhưng mà mình vẫn cứ ôm lấy cái hiện tại cũng không được. Hoặc là mình quên đi cái hiện tại mà mình chỉ sống với quá khứ cũng không sao, mà mình chỉ nghĩ đến tương lai thôi cũng không sao. Tức là như vậy là bất an. Nhưng mà mình nhìn cho kỹ á, thì tại sao mà lại là có cái đắm chìm trong quá khứ, đắm chìm trong hiện tại, đắm chìm trong tương lai, mà là đánh mất cái mà thời kỳ trung chính này? Tại sao? Thế mà mình đánh mất thời kỳ thì đồng thời mình cũng đánh mất cái tính. Tính đây là thực tính pháp. Cho nên nếu mà mình ngồi mình hành thiền mà mình muốn đạt được cái này, muốn đạt được cái kia, muốn là đắc tuệ này, đắc tuệ nọ, muốn đắc định này, đắc định kia, là toàn là đánh mất thực tại hết. Toàn là đánh mất thực tại hết. Thế thì á, cái giây phút hiện tại này, mặc dù nó là một sát na, tức là nó quá nhanh, thời gian quá nhanh, sinh diệt quá nhanh, nhưng mà chỉ có nó tồn tại thôi. Mình bám víu quá khứ thì coi như là bám víu cái một cái đã qua. Mình bám víu tương lai là mình bám víu vào một cái chưa đến. Còn mình nắm chìm nó hiện tại thì từng giây phút đã trôi qua. Cho nên nói chung là thế này, khi mình còn có khởi lên một cái niềm cho là phải là sẽ là, thì đánh mất thời kỳ và tính. Thế tại sao mà Đức Phật Ngài là dạy mình là trở về tròn vẹn trong tháng với cái từng sát na của thân, của thọ, của tâm, của pháp? Tại sao vậy? Tại sao lại
nếu mình trở về mà trọn vẹn với thân, với thọ, với tâm, với pháp tại đây và bây giờ. Thậm chí Đức Phật Ngài nói, cái này chính là Đức Phật nói, quá khứ không truy tầm, tương lai không ước vọng, chỉ có pháp hiện tại về quán chính là đây. Nhưng mà cái hiện tại này thì không giữ lại được, không đắm chìm lại được, cho nên hiện tại là phải. Cho nên cái thiền tuệ là nó phải có một cái định gọi là sát na định. Sát na định là sao? Tức là cái định đó nó đủ tròn vẹn với sát na đó, cho nó không ra khỏi cái sát na đó. Nếu một cái quá khứ xen vào, hay là tương lai xen vào, hay là đóng đinh cái sát na đó lại cũng không được, mà là phải sát na sinh diệt, thì đồng thời cái định đó cũng phải là theo cái sát na sinh diệt đó, mà không mất cái sát na sinh diệt đó, thì lúc đó nó mới là, mới thật sự là định. Thế thì bây giờ tại sao mà mình lại bị quá khứ chi phối, bị tương lai chi phối và bị hiện tại chi phối? Tại sao? Không lẽ khi không là tự nhiên quá khứ hiện tại tương lai gì nó tới nó chi phối mình? Thực ra là bởi vì tham sân si. Thực ra là bởi vì tham sân si. Vì si cho nên không thấy được từng sát na sinh diệt, mà bị đắm chìm vào đó, cho nên nó bị si. Vì tham hay là sân, cho nên mình mới là nghĩ đến quá khứ và tương lai, phải không? Ví dụ như nếu một cái chuyện gì trong quá khứ mà mình bất bình, mà bây giờ mình cứ nhớ cái chuyện bất bình đó hoài, thì đó là sân. Còn nếu trong quá khứ là mình có một cái điều gì đó mà vinh hiển gì đó, bây giờ mình cứ nhớ tới cái mà cái vinh hiển gì đó của mình ấy, thì cái là tham. Tương lai cũng vậy. Tương lai có người thì là thấy tương lai mịt mù cho nên là muốn tự tử cho rồi. Thì đó cũng là một cái, cũng cái nghĩ về tương lai. Cũng có người lại là mong rằng tương lai mình sẽ tốt đẹp thế này thế kia. Thì đó là tham. Thì cũng là tham với sân. Cũng là tham, sân và si. Như vậy đó, cái yếu tính của cái bất an là tham, sân, si. Không? Yếu tính của bất an là về thời gian và không gian, tức là nó không đúng với cái tại đây và bây giờ. Đó là về thời gian và không gian. Còn về tính chất là tại vì tham sân si. Khi mà mình bị thời gian, không gian và cái tính tham sân si đó nó xen vào đó, thì không thể nào thấy được thực tánh pháp. Nhưng mà bây giờ mình làm sao mà mình cứ muốn là thấy thực tánh pháp, thì chính cái lúc mà mình muốn thấy thực tánh pháp đó đó, chính là mình đánh mất thực tánh pháp. Vì vậy cho nên thực ra cái nguyên lý vẫn là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, tức là trở về tròn vẹn trong sáng với thực tại vậy thôi. Tức là nếu mà mình đứng đây mà mình không có gì, không có vấn đề gì cả, mình tròn vẹn với cái thực tại này, không giữ lại gì cả, không bị chi phối gì cả. Để đi thì cứ đi, mà đứng thì cứ đứng, nằm thì cứ nằm, ngồi thì cứ ngồi, ăn thì cứ ăn, tất cả mọi cái đều là nó đang là như thế nào thì là như vậy thôi, thì ăn ngay. Người nào làm được như vậy là ăn ngay, chứ không có, không phải là đi tìm kiếm cái ăn gì cả. Cố gắng ăn cái là tức là bất ăn rồi, không? Cho nên thầy mới nói đó, tức là cái từng sát na sinh diệt đó đó, mình là cho đó là bất an, nhưng mà thực ra cái sinh diệt đó đó là chính là nó đang đi theo đúng với cái quy trình của nó. Trong khi đó mình lại là muốn nó phải thế này, muốn nó phải thế kia, cho nên chính mình bất an chứ không phải là ai bất an hết trơn, phải không? Chính cái ý muốn đó làm cho mình bất an chứ không phải ai bất an hết. Vậy thì cái mà trở về tròn vẹn với thực tại chính là an, đầu tiên là an cái đó. Thế mà mình mà làm cái gì mà mình trở về tròn vẹn lại với thực tại là an rồi đó.
không nắm giữ gì cả, không buông đi mà cũng không nắm giữ gì cả, tức là nó đang là như thế nào thì nó là vậy đó. Còn mình mới thấy rõ ràng là cái mà nó không phải là vậy đó, thực ra nó muốn đề vẫn là vậy chứ không có không phải là vậy gì cả, nhưng mà tại cái ý muốn mình khởi lên phải là sẽ là, rồi cố gắng mà tạo tác để cho được như sẽ là, thì là bất an, đúng không? Có người nói rằng là con không được sáng suốt, giờ thầy chỉ cho con cách nào mà cho được nó sáng suốt. Không có cách nào sáng suốt được hết trơn, cách nào cũng làm cho mình mờ đi, chứ không có cách nào mà làm sáng suốt được hết trơn. Chỉ có buông ra, chỉ có buông ra trở về tròn vẹn với thực tại là sáng suốt liền. Vì vậy cho nên cái yếu tố mà kế tiếp mà thầy nói hôm nay đó chính là yếu tố sáng suốt, yếu tố trong sáng, tức là buông ra trở về tròn vẹn có sáng với thực tại, cái trong sáng đó đó. Thực ra là tại vì thầy chia ra để nói cho nó dễ hiểu thôi, chứ còn là những cái này là nó xuất hiện cùng một lần, nhưng mà chia ra nói cho để mình hiểu rõ từng cái khâu vậy thôi. Trên thực tế cái mình buông ra cái là tròn vẹn trong sáng với thực tại liền, chứ không phải là đại qua thời gian mà rèn luyện luyện tập gì để cho đạt được cái này cái kia gì cả, là buông ra thì liền trở về tròn vẹn trong sáng với thực tại. Vậy thì cái yếu tố mà trong sáng này đó, cái yếu tố trong sáng này đó thì lại là tùy thuộc vào cái sự buông ra trở về tròn vẹn hay không. Nếu mà mình không buông ra trở về tròn vẹn thì không bao giờ có trong sáng. Bởi vì á, cái biết này không phải là cái biết mà đứng bên ngoài mình nhìn vào để mà phê phán, để mà cho rằng cái này đúng cái này sai, mà cái biết này đó là cái biết từ bên trong, tức là khi nào nó tròn vẹn với bản thân cái pháp đó thì lúc đó mới thật sự biết cái pháp đó bằng ở chính bên trong nó, tức là mình cảm nhận thực sự về nó, chứ không phải là mình đứng ngoài mà biết với cái biết mà cái kiểu biết mà có khái niệm. Cái biết mà đứng ngoài là cái biết để nhìn nó qua khái niệm của mình, cho nên nó mới là trùng xa cách. Bởi vì mặc dù cái này nó ngay trước mặt mình đây, nhưng mà nó lại trùng xa cách bởi những cái khái niệm của mình, cái mình cho là thế này, cho là thế kia, cho nên mình không thể nào mà mình trực tiếp thấy như nó đang là. Thân thọ tâm pháp là nó đang nằm đây, nếu mình không trở về tròn vẹn với cái thân thọ tâm pháp này á, bây giờ mình đau thì mình phải trở về tròn vẹn với chính cái đau đó. Thì nên nhớ như thế này nghe, bây giờ thầy nói coi thử có hiểu được không, cái đau á là từ nó có đau không? Cái đau từ nó không có đau. Bởi vì như thế này, ví dụ như bây giờ một cái người ta đau vô cùng, nhưng bây giờ chích vô một cái thuốc mê, người nó mê đi rồi á thì đâu có đau nữa, nhưng mà ở đây nó vẫn đau, ở đây nó vẫn tiếp tục, phải không? Nhưng mà chích thuốc mê vô rồi thì không thấy đau nữa. Vậy thì thực ra đó, cái đau này là do tâm mình tạo ra. Vì vậy mà cái đau là do tâm, cái đau nó thuộc về thọ, thọ này là thuộc về tâm, chứ không phải nó thuộc về vật lý. Nếu mà trên cái tay này mà nó thuần túy là vật lý đó là nó không đau. Mặc dù cái hiện tượng thì nó vẫn xảy ra như vậy. Có thể cái chỗ này nó nóng lên, có thể là chỗ này nó máu chảy mạnh hơn, hay là bị bế tắc, hay là cái gì đó, vẫn là như vậy thôi. Nhưng mà nếu mà không có cái tâm của mình tham gia vô đó đó thì không có đau, đúng không? Cho nên người ta mới mộ quá trời quá đất mà chích thuốc tê thuốc mê vô rồi thì cũng chẳng đau gì hết. Như vậy cái đau này là cái nhận thức của cái biết của cái tâm,
chính cái tâm mình tạo ra cái đau đó, trong không có đau. Cho nên á, thật ra cái khổ là do cái tâm mình, mà do cái sự đối kháng của mình thì đúng hơn, do cái sự đối kháng của mình mà nó tạo ra cái khổ. Tức là cái khổ đó là một cái lực mà do mình không còn vẹn với cái thực tại đó, cho nên nó sinh ra một cái lực đối kháng. Và chính cái lực đối kháng này tạo ra mâu thuẫn, tạo ra căng thẳng, tạo ra bị dồn nén ấn ức, mà nó thành ra đau khổ. Vì vậy cho nên nếu mà mình thực sự buông ra mà tròn vẹn với thực tại, ngay cái lúc mà tròn vẹn với thực tại đó là đã chấm dứt mọi đau khổ rồi. Mặc dù lúc đó đó là vẫn đau, vẫn đau theo cái nghĩa là một cái cảm thọ khổ gì đó đó, đại khái vậy, thì là cái đau đó nó trở thành không còn có ý nghĩa gì nữa cả. Tức là nó chẳng có khó chịu gì cả, cái đau nó vẫn là bình thường. Nhưng mà khi mình có một cái lực đối kháng lại cái đau đó thì lúc đó mới khổ. Đó là cái nguyên lý của tứ diệu đế. Trong cái khổ đế là như vậy đó. Tức là nếu bản thân khổ, mình tùy là khổ thì không có khổ. Nhưng mà khi khổ mà mình đóng lại cái khổ đó thì mới là khổ đế. Cái khổ từ đó không phải là khổ đế. Nhưng mà khi mình chống lại cái khổ đó thì nó mới thành khổ đế. Cái khổ đế này là nó khó chịu, nó khó chịu lắm. Nhưng mà bản thân cái khổ đó thì nó không khó chịu gì cả. Đại khái là như vậy. Cho nên ở đây là thầy muốn nói thế này. Khi mà mình có tạo nên những cái ảo tưởng mà mình gọi là vòng đồng, trong đó gồm có là buông lung thất niệm, đó là những cái vòng, cái công tác của sự vòng đồng. Thế khi mình trở về tròn vẹn với thực tại thì lúc đó mình mới thực sự thấy thực tại như nó đang là. Tức là mình lúc đó mà cái tánh thức của mình á, nó cùng với cái đang là đó là một, cho nên là nó trôi chạy đúng với cái đang là đó. Còn nếu mình đứng ra ngoài một cái, mình phê phán một cái thì là liền cặc liền, không thể nào mà đứng ngoài mà có thể là tròn vẹn với cái đang là được, mà là phải là trở về tròn vẹn với cái đang là đó thì nó mới đang là được. Cái này là cái mà mình phải chiêm nghiệm thật nhiều thì khi đó mình mới là thấy ra. Nhưng mà khi mình đã tròn vẹn rồi thì tự nhiên là cái biết đó nó trở nên hoàn toàn trong sáng. Bởi vì á, chính cái vòng đồng mới là che lấp. Vòng đồng nó mới làm cái che lấp. Cái vòng đồng nó giống như mây mà che mặt trời á. Khi mà không có mây che mặt trời nữa đó thì tự nhiên mặt trời nó chiếu sáng. Cái tánh biết của mình cũng vậy, nếu không bị các cái vòng đồng chi phối, nếu không bị cái tham sân si chi phối, nếu không có bị cái quá khứ hiện tại vị lai chi phối, thì lúc đó đó là về mặt định thì nó tròn vẹn với thực tại, về mặt tuệ thì là thực tại đó hoàn toàn trong sáng, thì cái đó gọi là tích giác. Tích tức là không mê, giác tức là thấy biết. Lúc đó mình thấy biết chính cái thực tại đó như nó là, cho nên nó là cái thấy biết đó không có mê. Vậy thì một cái thấy biết không mê, một nhận thức đúng với thực tánh pháp, nói theo nguyên ngôn ngữ của Phật giáo đó là thấy đúng thực tánh pháp, tức là thấy đúng cái thời về trung chính của một pháp. Thế còn khi mình tưởng tượng lên một cái, do quá khứ hay là tưởng tượng do tương lai hay là tưởng tượng do dính mắc vào hiện tại, thì đều đã biến cái mà cái sát na hiện tại đó đó nó trở thành một cái khác rồi.
thì cái khác đó đó chính là cái ảo tướng. Thay vì là thực tánh thì nó lại là ảo tướng. Mình chỉ thấy những cái ảo tướng. Tại sao dùng chữ tướng? Là bởi vì do tưởng tượng. Tưởng tượng á thì nó hình thành một cái hình ảnh ảo. Cái gì nữa? Ví dụ như bây giờ cái người nó đang ngồi đây mà mình thích, tức là mình đã biến cái người này trở thành một hình ảnh ảo của mình rồi. Mình ghét cũng là biến thành một hình ảnh ảo của mình rồi, phải là không phải là cái thời vị trung chính đang ngồi đó. Mà cái thời vị trung chính đó nó đã biến qua cái tham sân si của mình. Nó biến qua tham sân si của mình thì nó làm mất cái thời vị trung chính của nó rồi. Bây giờ nó dịch chuyển ra thành một hình ảnh khác rồi. Mà hình ảnh đó là ảo tướng chứ không phải là cái thực tánh đang ngồi đây. Phải không? Mình luôn biến một cái thực tánh thành ra nhiều ảo tượng của mình, hoặc là một thực tánh bị biến ra nhiều ảo tượng qua nhiều người. Cho nên á, mỗi người tự tạo cho mình một cái ta ảo tượng. Cái ta ảo tượng đó đó bao gồm những ảo tượng mà anh ta lập nên để tạo thành ra cái mà cho rằng là mình. Thực ra mình chỉ bao gồm những cái ảo tượng đó. Cái mà mình gọi là mình đó đó chắc qua chỉ là bao gồm những cái ảo tưởng đó chứ không có cái thực gì cả. Cho nên thiền là gì? Thiền tức là trả cái nhận thức này này trở về lại nguyên vị của nó, và trả pháp trở về cái nguyên vị của nó, thì lúc đó nó không có cái chủ quan nữa, thì lúc đó nội tâm thanh tịnh thì thấy rõ các pháp. Thế khi mình nội tâm mình thanh tịnh, nội tâm thanh tịnh tức là gì? Tức là nội tâm đó trở về tròn vẹn với thực tại, là thanh tịnh, là rỗng lặng. Mà hễ rỗng lặng thì nó trong sáng. Cái bản chất rỗng lặng và trong sáng đó là bản chất có sẵn. Khi mà không còn các cái ảo tượng của bản ngã là che lấp nữa. Cho nên ấy, những cái từ mà trong Phật giáo đó gọi là triền cái, tức là che lấp, chiết sử hay là triền phược, tất cả những cái từ đó, hoặc là lậu hoặc, hoặc là cái mà mình bị đắm chìm này đó thì gọi là trầm luân, hay là chìm đắm. Thực ra trầm luân người nghe chữ Hán, và còn chìm đắm là dễ hiểu. Đó là những cái yếu tố mà nó không có phản ánh trung thực cái thực tánh pháp. Thì cái yếu tố mà trở về tròn vẹn và trong sáng, đó là ba yếu tố nó đi chung với nhau, không tách ra được. Trở về tròn vẹn trong sáng, trở về là tinh tấn, tròn vẹn là chánh niệm, trong sáng là tinh giác. Cho nên là mình nói là tinh tấn chánh niệm tinh giác. Nhưng mà chữ tinh tấn chánh niệm tỉnh giác thì nghe khó hiểu quá. Bởi vì tinh tấn là mình cứ tưởng tinh tấn kiểu này kiểu kia, rồi chánh niệm là mình tưởng niệm kiểu này kiểu nọ, rồi tỉnh giác là mình tưởng đó là phải là biết cái này cái kia. Mà thực ra là không phải như vậy. Chỉ là trở về tròn vẹn trong sáng với thực tài là được rồi. Vì khi mà mình trở về tròn vẹn trong sáng với thực tài thì nó không còn có những cái vòng động, tức là không còn ảo tưởng. Không còn ảo tưởng thì tất cả thế giới này đều biến ra thành như chân như thật hết. Cho nên có một cái câu nói rằng nhất nhân quy chân, tức là nếu như một người mà trở về với cái chân ở nơi mình á, trở về với cái tròn vẹn trong sáng với thực tại đó, thì mười phương thế giới hiện toàn chân. Tức là nếu mà cái tâm mình mà nó trở về chân á, thì mình sẽ thấy thập phương thế giới đều là chân hết, thực tánh pháp hết. Nhưng mà tâm mình khởi lên một niềm thôi là đủ để mà che mờ hết cả cái thực tài này, che mờ hết cả cái vàng pháp này,
nó thành ra là ảo tướng. Như vậy á, thực tánh tức là thời vị trung chính, thực tánh là tại đây và bây giờ. Trong tiếng Anh á, nó có một cái từ rất là vui. Trong tiếng Anh nó có một cái từ rất vui là cái từ nowhere, là không ở đâu cả. Nowhere là không có ở đâu hết, bởi vì đâu có ở đâu được. Pháp luôn luôn là sinh diệt, coi chạy đâu có chỗ nào ở đâu được. Nhưng mà nowhere cũng là now and here. Là nowhere cũng là now and here, tức là thời vị trung chính. Chính cái khi mà thời vị trung chính là lúc đó là giải thoát á, tức là lúc đó nó không còn dính mắc vào đâu cả, nowhere luôn. Đối với một pháp mà mình sai lầm á, là có hai cái sai lầm. Một sai lầm đó là nhận thức sai, và một sai lầm nữa là hành động sai. Tức là do nhận thức sai mà hành động sai. Thì cái nhận thức sai đó, nhận thức sai đó là gọi là tà kiến. Hành động sai đó gọi là tham ái. Bởi vì ái đó thì sinh ra thụ hữu. Ái tức là tạo ra hành động. Thực ra ái là từ đó là hành động rồi, hành động của tâm rồi. Rồi thụ hữu, tức là ái thụ hữu là cái tạo tác để mà trở thành. Ái thụ hữu tức là sinh tử. Cho nên ái thụ hữu là có sinh lão tử. Thì ái thụ hữu, nhưng mà ái thụ hữu đó thì trước đó là do vô minh. Vô minh mà biểu hiện trong cái hiện tại này, cái mà thực tế đó, thì đó là tà kiến, tức là nhận thức sai. Nhận thức thì hành vi sai. Còn Đức Phật á, là nhận thức hoàn toàn trong sáng, cho nên gọi là minh túc. Và hành vi hoàn toàn là tốt đẹp, cho nên gọi là hành túc, tức là gọi là minh hành túc. Vậy thì trong sự giác ngộ đó, nó gồm có hai mặt. Cái nhận thức mà cực, một nhận thức trong sáng, trực tiếp, không qua khái niệm, không qua tư tưởng quan niệm gì cả, mà là trực tiếp, chỉ là phản ánh một cách hoàn toàn trung thực, thì cái đó là gọi là nhận thức đúng thực tánh. Tức là thấy biết thực tánh một cách trung thực. Trung thực tức là không có qua là khái niệm, quan niệm. Tức là trực tiếp. Không qua khái niệm, quan niệm, hay nói cho dễ hiểu là không cho là, phải là, sẽ là. Mình đấy là mình nói cái tỉnh giác không thôi, chứ thực ra cái tỉnh giác này nó phải là kèm theo với là trở về tròn vẹn. Tức là nó phải có cái trở về tròn vẹn với thực tại cái đã, thì khi đó mới là tỉnh giác được. Cho nên đó, cái giác ngộ là như vậy. Thì cái này đó tức là không có cho là phải là sẽ là đó, thì là gọi là tỉnh giác, hay là cái tánh biết trong sáng. Lúc đó đó mới là thấy được thực tánh, chứ không phải là thế khi mà mình cho là sẽ là phải là thì nó là cái ảo tướng. Nhưng mà bây giờ mình không còn thấy cái ảo tướng đó nữa, cho nên là mình thấy được thực tánh. Thì cái mà thấy được thực tánh đó gọi là tỉnh giác, hay là gọi là cái biết trong sáng. Tỉnh giác là biết trong sáng, không có mê mờ. Còn ba cái mà cho là sẽ là phải là này chính là tà kiến. Như vậy á, là cũng đồng nghĩa là
không còn tà kiến, không còn tà kiến. Thì cái mặt đó là cái mặt mà mình nhận thức. Còn giải thoát á thì là hành vi. Hành vi này á thì lại là vô vi, hay là vô tác, hay là vô hành. Thì cái hành vi đó mới là cái hành vi tốt. Cái nhận thức là nhận thức thực tánh, tức là nhận thức đúng. Giác ngộ là nhận thức đúng. Giải thoát là hành vi tốt. Nhưng mà chữ tốt ở đây ấy, là hành vi mà vô vi, vô tác, vô hành ấy. Tức là hành vi không có tạo tác. Cho nên là không ái thụ hữu, không có ái thụ hữu. Như vậy á, giác ngộ đó là không còn tà kiến, còn giải thoát á là không còn tham ái. Cái ái thụ hữu này này, tức là không sinh tử. Thì trong cái giác ngộ, trong cái thiền á, cái thiền đó là thiền Vipassana, là nó có hai cái mục đích này, tức là giác ngộ và giải thoát. Giác ngộ chính là thấy ra được thực tánh pháp, còn giải thoát á tức là không còn hành vi tạo tác. Nhưng mà mình nói như vậy thì cho nó rắc rối vậy thôi. Cái trên thực tế đó là nó rất là đơn giản. Trên thực tế là mình đứng đây và mình như là thầy nói mấy lần trước đó, bây giờ nếu mình không còn là buông lung phóng dật, tức là buông cái buông lung phóng dật đó đi, thì là trở về với thực tại. Trở về với thực tại thì trọn vẹn với thực tại thì là liền thấy thực tại như nó đang là, tức là thấy thực tánh pháp. Khi mình thấy được thực tánh pháp thì mình sẽ không còn vòng đồng để mà tạo ra cái này cái kia theo tham ái nữa. Cho nên không còn tham ái. Vì vậy cho nên là lúc đó là nhận thức và hành vi hoàn hảo. Nhận thức và hành vi hoàn hảo tức là minh hạnh túc á. Nhận thức và hành vi hoàn hảo. Cái hoàn hảo đó đó là không phải là một cái hoàn hảo nào mà mình nghĩ là nó sẽ đi đến một chỗ hoàn hảo, mà hoàn hảo là tròn vẹn tại đây và bây giờ. Tức là thời về trung chính như thầy nói đó. Bây giờ đừng nghĩ tới hoàn hảo nào cả, chỉ cần là từng giây phút mình hoàn hảo với chính mình. Mà hoàn hảo ở đây là không phải là một trạng thái hoàn hảo như ý muốn mình, mà là hoàn hảo như nó đang là. Đó. Thì trong cái hoàn hảo như nó đang là đó thì có cái sáng suốt định tĩnh tông lành, hay là có cái tinh tấn chánh niệm tỉnh giác. Thực ra đó là những danh từ thôi. Thực ra đó những danh từ là nói để mà thuyết minh thôi. Chứ còn trên thực tế mình buông ra thì không có gì cả. Đâu có gì nữa đâu. Ngay đây là xong rồi chứ còn gì nữa đâu. Còn nếu mà mình khởi lên cái nói làm sao mà con giải quyết được cái này, con đang thế này thế kia làm sao mà giải quyết nó, thì tức là mình đang buông lung phóng dật, đang muốn trở thành cái này, muốn trở thành cái kia. Muốn có một cái hoàn hảo lý tưởng, lại là làm cho nó bất toàn. Rồi bây giờ là để cho quý Phật tử hỏi. Thầy cho con hỏi một câu là làm sao mà mình biết được là cái biết của mình nó trùng lắp với lại cái nó đang là, trùng lắp với lại cái hiện thực nó đang là. Dạ, yeah. Làm sao mình biết được cái điều đó? Thì thầy đã nói rồi này, tức là khi trong nhận thức á, nói cho dễ hiểu là không còn tà kiến và tham ái. Tức là nếu mình đứng đây mà mình không có tà kiến và tham ái, tức là còn vàng nữa. Mà không có tà kiến và tham ái tức là lúc đó trở về tròn vẹn trong sáng với thực tại, hay là mình đang lúc đó là đang sáng suốt định tĩnh trong lành thì lúc tức tròn vẹn. Còn bây giờ này,
Khi mà mình khởi lên cái hỏi là làm sao, là lúc đó là cái tư tưởng khởi lên đó, cái tư tưởng khởi lên muốn biết, muốn được gì đó, là đã làm bắt đầu là mất cái thực tại đó đó. Thực ra đó, cái thực tại nó không mất. Cái thực tại luôn luôn là nó đeo dính với mình, không thể nào bỏ nó ra được. Chỉ có cái mà tâm mình khởi lên một cái để tìm kiếm cái gì đó, thì lúc đó là mình mất thực tại thôi. Mà không phải mất, ngay khi mình mà khởi lên đó nó cũng không mất. Nhưng mình khi mình khởi lên, cho nên mình cứ hướng đi tìm kiếm cái gì ấy, do đó mình không thấy cái thực tại đó thôi, không có tròn vẹn với thực tại đó thôi. Chứ còn á, thực tại nó luôn luôn có sẵn. Chỉ có một cái là chính cái khi mà mình khởi lên cái ý niệm là muốn là thế này hay thế kia gì đó, tức là tham sân si khởi lên, bản ngã khởi lên, ao tưởng khởi lên, hay là cho là phải là sẽ là gì đó khởi lên, thì lúc đó mới là không tròn vẹn với thực tại. Còn bây giờ mình đừng làm gì hết trơn á, tức là tròn vẹn với thực tại. Nó rất đơn giản. Cho nên bây giờ mình làm gì thì mình đứng đây là đứng đây thôi. Mình khởi lên một cái ý là nói là bây giờ mình phải thiền, là mất thực tại rồi. Mà chính là khi mình đang trở về tròn vẹn với thực tại đây, lúc đó là thiền. Bây giờ mình khởi lên cái là phải thiền thế nào đây, là xong. là mất thực tại, phải không? Chứ thầy nói như vậy là rất rõ, bởi vì ấy, tức là bây giờ mình trở về mình tròn vẹn, có thể mình chưa làm được, nhưng mà nếu mà mình mà thường thư giãn buông xả, trở về tròn vẹn trong sáng và thực tại, thì có thể nó vẫn chưa có tròn vẹn trong sáng. Nhưng mà mình đừng có khởi lên muốn làm gì hết trơn á, đừng có muốn là nắm bắt cái gì, muốn đừng muốn thành cái gì, đừng muốn đạt cái gì, đừng có muốn niết bàn hết rồi gì hết trơn á, thì lúc đó đó là nó đang tròn vẹn á. Thế bây giờ này, cái sự tròn vẹn đó đó, lúc đầu là nó cứ bị là cái bên ngoài nó chi phối quá, cho nên mình không tròn vẹn được. Tại sao mà Chúa nói rằng là ta đến như kẻ trộm cướp thay nào ngày đêm tỉnh thức? Tại sao như vậy? Bởi vì ta đây tức là pháp, thực tánh pháp á, thực tánh pháp á, nó quá lặng lẽ, bởi vì nó là tịch tịnh, cái pháp nó tịch tịnh, nó lặng lẽ, nó vắng lặng đến độ mà mình không cảm nhận được. Hay cái tâm mà nó lăng xăng là không cách nào mà cảm nhận được nó được hết trơn. Khi nào mà buông ra mà trở về tròn vẹn với thực tại đó, thì khi đó mới là nhận ra, nó mới thấy ra được. Bởi vì nó quá nhẹ nhàng, nó quá âm thầm, nó quá lặng lẽ, cho nên mới dùng cái từ là tịch tịnh. Cái tâm mình thì nó cứ bốc lên, nó cứ cháy hoài, làm sao mà nó nguội lành, nó tịch tịnh được. Nhưng mà cái không tịch tịnh đó nó vẫn là do nhận thức sai lầm. Chỉ cần mình nhận thức đúng lại thì tự nhiên là nó sẽ buông xuống, nó tròn vẹn. Thì lúc đầu có thể là chưa tròn vẹn, nhưng mà nếu mình đi đúng cái nguyên lý này á, thì bỗng một lúc nào đó tự nhiên nó buông ra. À, cái này mới là tự nhiên, nó không còn là có một cái cố gắng của bạn ngã nào hết, không còn có một cái gì cả, tự nhiên nó buông ra hoàn toàn và thấy mình thật sự là tròn vẹn với thực tại. Mà thực tại đó không phải là bây giờ, không phải là tâm pháp nữa đâu, mà thực tại lúc đó là vũ trụ bao la luôn. Tròn vẹn thì rõ ràng là tròn vẹn với thân thọ tâm pháp, đúng. Nhưng mà sợ gì Đức Phật Ngài nói phải trở về thân thọ tâm pháp á, là để cho đừng có chạy tầm bậy. Nhưng mà khi mình buông ra cái thì là vừa tròn vẹn với thân thọ tâm pháp, mà cái chữ pháp đó là nó đã bao gồm hết cả vũ trụ bao la này vô trong đó rồi. Tại vì cái tâm của nó giới hạn ở đây, cho nên mình mới thấy nó bên ngoài. Mình ở trong một cái giới hạn, mình cứ tưởng là giới hạn này thấy giới hạn kia. Thế thực ra là khi mà mình buông ra một cái, buông đây là cái nó, lúc này không phải mình buông mà nó tự buông.
buông ra một cái thì nó không còn cái giới hạn nữa. Không có giới hạn thì cái tâm của mình lúc đó nó không phải là cái có cái tâm người thấy về là cái đối tượng thấy nữa, mà là cái thấy nó bao trùm hết tất cả. Khi nào mà bỗng nhiên nó buông xuống thì sẽ thấy chuyện đó rất dễ dàng. À, đại khái là vậy. Tất nhiên là cái thấy đó nó sẽ mất đi, nó lại trở lại bình thường trở lại. Nhưng mà khi đã thấy một lần, tức là lúc đó đã thực sự là vào được thực tánh pháp, thì lúc đó về sau đó là cái người đó sẽ không còn sai nữa. Người đó cho dù có khởi lên cái này cái kia đó thì cũng là biết rõ là cái khởi lên đó chỉ là những cái làn cái sóng lăn tăn thôi, chứ không quan trọng. Nó chỉ là cái duyên rồi khởi ra sóng rồi vậy thôi. Rồi ai hỏi tiếp? Dạ thưa thầy, con mới biết là mình bình thường cái biết cái tâm của mình nó nằm ở đâu, khi bác sĩ chích chụp thuốc mê cái tâm mình nó chạy đâu mình biết. Cái tâm á là mình không biết nó nằm ở đâu, nhưng mà khi cần nghe là nó biết. Cho nên là mình biết có cái tâm vậy thôi, cho mình cũng biết cái tâm nằm ở đâu. Bởi vì á cái tâm á là nó tựa ở nên cái góc độ nhìn của mỗi người. Như hồi nãy thầy nói đó, nếu như mình cho rằng là cái biết của mình nó nằm ở đây mắt tai mũi lưỡi thân ý gì đó, thì lúc đó đó mình sẽ thấy mình và đối tượng bên ngoài. Cho nên mới là có ngã, có nhân, có người này người nọ, có mình với là cảnh vật. Nhưng mà khi một cái người mà cái tâm nó mở rộng ra, nó không còn cái giới hạn nào nữa, thì như vậy đó là cái tâm đó, khi thì mình cho rằng là có người nói là cái tâm là ở nơi trái tim, có người nói là cái tâm ở nơi cái bộ não, có người là nói chứng minh rất là khoa học, nói là cái tâm nó ở trong cái trong máu, mà chứng minh rất là khoa học à. Thôi thì muốn chứng minh đâu cũng được hết. Thực ra là cái tâm ở khắp mọi nơi, nên nó chứng minh ở đâu cũng đúng hết á. Ví dụ như bây giờ mình ra vào đây mà mình biết, tức là nó đó cái tâm nó ở nơi tay á, à. Nhưng mà bây giờ này, bây giờ là mình bị chích thuốc mê, cho nên mình không biết, không biết là không ý thức. Lúc đó nhãn thức không hoạt động, dị thức không hoạt động, ý thức không hoạt động, thân thức không hoạt động, ý thức không hoạt động. Nhưng mà lúc đó đó, cái biết, cái tánh biết nó vẫn cứ hoạt động, tức là cái tâm nó vẫn cứ còn tồn tại. Bởi vì nếu nó không tồn tại nữa thì làm sao mà nó hết thuốc mê rồi thì lại là lại thấy biết trở lại. Tức nói nó vẫn tồn tại ở một dạng mà trong kinh gọi ở trong cái dạng pha văn ga, ở trong cái dạng vô thức hay là tiềm thức. Lúc đó nó chỉ là không hoạt động trên cái mặt hữu thức, hay là nó không hoạt động trên mắt tai mũi lưỡi thân nữa, nhưng mà nó vẫn là tồn tại. Cái tồn tại đó đó là biểu hiện qua sự sống. Cho nên chữ pha văn ga đó, cái chữ pha văn ga đó là thế này, cái chữ pha văn này đó tức là sự sống hay là sự tồn tại. Cái pha va này là being, còn cái phân ga này là cái phần đó đó là cho dù không có mắt tai mũi lưỡi thân ý nó cũng tồn tại, cho nên gọi là pha phân ga. Cái này là tồn tại, cái này là existence, tức là nó vẫn tồn tại. Tức là cái tâm đó nó mình không thể chỉ ở đâu được, tại vì tùy theo cái mỗi người.
Có người thì cho rằng cái tâm nằm ở trong người mình, bởi vì cái nhận thức của người đó cho rằng là chỉ trong người mình thôi, chứ bên ngoài không có. À, nhưng mà cái người mà bắt đầu cái tâm của họ nó, họ mới bắt đầu trải nghiệm thì họ mới thấy rằng là không phải, cái tâm nó có thể là biết xa hơn nữa. Nhưng mà cái hoạt động của đó mình không biết là tại vì sao? Là tại vì mình cứ cho nó nằm trong này cho nên mình tưởng là mình không biết. Nhưng mà thực ra nếu mà mở ra cái tầm nhìn thì lúc đó nó sẽ bao trùm hết. Cho nên Đức Phật ngài ngồi đây, ngài có thể biết được tất cả mọi chuyện khắp nơi. Không phải là ngài ngồi đây rồi ngài biến tới đó để ngài biết, mà tại vì cái tâm của ngài nó bao trùm tới đó là nó biểu hiện trong chỗ này thì nó ra chừng đó, nó biểu hiện trong chỗ kia thì nó ra chừng kia. Nó là ở ống thì dài mà ở bầu thì tròn vậy thôi. Nhưng mà nó là không phải là giới hạn ở trong này hay kia, do đó không thể nói nó nằm ở đâu, nhưng mà nó vẫn tồn tại cho dù lúc đó bị chích thuốc mê. Thưa thầy, tâm như thầy nói thì nói chung là cuộc sống mình rất là khó xác định. Tuy nhiên thì nếu có được hiểu là ví dụ như một người họ chết đi thì cái linh hồn là cái tâm không à? Nó cái hai cái đó nó khác nhau. Cái tâm á thì nó được thực hiện qua một hiện tượng mà mình gọi là hiện tượng người A, hiện tượng người B, hiện tượng người C. Thì do cái nhận thức ở nơi cái chỗ người A, người B, người C đó mà hình thành một cái tâm riêng, hình thành một cái tâm riêng, hình thành một cái sở hữu riêng của mỗi người. Và vì cái sở hữu đó cho nên tưởng đâu là tâm mình là riêng, và rõ ràng cũng riêng luôn. Là bởi vì sao? Bởi vì lúc đó người này tạo nghiệp này, người kia tạo nghiệp kia, cho nên mỗi người nó sẽ từ là hình thành cái sinh mệnh của mình một cách khác. Cho nên bây giờ cái người đó cũng cái tâm, cũng cái tâm đó, nhưng mà tại sao lại không khổ? Mà người này là cũng cái tâm đó, sao lại khổ? À, là tại vì cái nhận thức và hành vi hay là cái thái độ của cái người đó đã tạo ra một cái ảo tưởng, hình thành một cái ảo tưởng, hình thành một cái bản ngã. Và cái hình thành bản ngã này đó, chính cái bản ngã này là đau khổ. Thành ra lúc đó cái tâm bị đồng hóa trở thành là bản ngã, cho nên gọi là tâm tôi, tâm anh. Mà rõ ràng là có tâm tôi, tâm anh, bởi vì tâm tôi thì làm khác và tâm anh làm khác. Cùng một sự kiện xảy ra mà tâm tôi thì vui vẻ, cái người kia đó thì là nổi giận mình, ví dụ như vậy. Như vậy chứng tỏ rằng là tâm ở nơi người này với người kia là khác nhau. Nhưng mà khác nhau đó là tại vì khi mà ở nơi mỗi người đó là hình thành ra những cái sở hữu riêng, cho nên mới là khác nhau. Ví dụ như thế này, bây giờ cái biển Thái Bình Dương, nhưng mà ở nơi chỗ mình á, ở Việt Nam mình á bị sóng thần, mà ở bên Indonesia là bị sóng thần, ví dụ như vậy. Hoặc là một số nước ảnh hưởng cái sóng thần đó là bị sóng thần, mà sóng thần á thì nó lên rất cao, trong khi đó ở cái bờ biển Việt Nam thì sóng vẫn nhỏ. Thì lúc đó nó cái bản ngã là thế này, cái bản ngã sống ở bờ biển Việt Nam thì cho rằng tôi bình yên, còn anh là không bình yên. Cái bản ngã của cái sóng thần ở tại Indonesia thì nói là tôi mới là hùng vĩ, tôi có thể phá đổ hết tất cả, còn anh thì nhỏ chẳng ra gì. Đó là hình thành bản ngã. Nhưng mà thực ra đó, tất cả cái sóng đó cũng đều là nước hết. Tất cả sóng đó nó cũng đều là nước hết, chứ nó không phải là cái sóng riêng là nước riêng mà sóng bên này riêng. Chẳng qua là do cái duyên của bên đó mà nó tạo ra cái riêng của bên đó, do cái duyên của bên này mà nó tạo ra cái riêng của bên này thôi. Trên thực tế nó vẫn là cùng một tính chất là nước.
phải không? Cái tâm nó cũng có cùng một tính chất là tánh biết. Và thực ra nếu mình mở rộng cái mà giới hạn của cái đợt sống này hay cái đợt sống kia đó, thì lúc đó mình để là thông trở thành ra là đại dương, và thậm chí nó có bốc hơi lên nó thành mây đi nữa, vẫn là tính nước, phải không? Tức là cho dù nó có biến hóa ra cách gì đi nữa đó, thì nó nước vẫn là nước, tính nước nó vẫn là nước. Cho nên đó, do cái sự biến hóa mà nó ra thành mây, ra thành nước ở trong ao hồ, ra thành nước ở ngoài biển cả. Nước ở trong ao hồ thì nó ngọt, nước ở biển cả thì nó mặn. Đó là chẳng qua cái duyên, nhưng mà tính nước vẫn là một. Thành ra nếu như mình mà xóa bỏ đi được cái mà ao tượng của cái riêng tư, hình thành cái bản ngã đi, tức là không còn bản ngã nữa, thì lúc đó tất cả tâm không phải tâm, không phải tâm không, mà đất nước lửa gió cũng là chung luôn, phải không? Đất nước lửa gió ở cái chỗ này thì nó hình thành cái này, ở nơi cái kia hình thành cái kia. Bây giờ giả sử như mình nói theo dịch lý, tất cả cũng đều là thái cực, nhưng mà khi sinh ra lượng nghi thì có âm dương, mà một âm hai dương thì khác, mà hai âm một dương thì khác. Rồi bây giờ một âm hai dương cộng với hai âm một dương thì nó lại khác nữa, phải không? Tức là nó cứ cộng cộng trừ trừ như vậy, mà nó rất nó khác, cho nên nó mới sinh ra cái này thành cái xoài, cái này thành cái ổi, cái này thành cái kia. Nhưng mà bây giờ này, cái xoài chết đi, nó trở thành đất nước lửa gió, rồi cái ổi bọc lên đó, rồi lấy đất nước lửa gió đó làm thành cái ổi, phải không? Cái ổi thực ra cũng đất nước lửa gió thôi, nhưng do tính chất cấu tạo thế này thế kia mà nó có cái sự khác biệt, do cái nhân duyên mà nó có sự khác biệt. Nhưng mà trên thực tế nó cũng là đất nước lửa gió, mà mình cũng đất nước lửa gió luôn. Cho nên khi mà chư tăng mà dùng cơm á, có một cái bài quán tục rất là kỳ lạ. Khi ăn cơm mới nói thế này: những vật thực này là đất nước lửa gió, và cái thân này cũng là đất nước lửa gió. Chẳng qua là dùng cái đất nước lửa gió này để hỗ trợ cho đất nước lửa gió này thôi, chứ chẳng có phải là cái gì cả. Tức là mình cũng chẳng phải ngã, phải nhân, phải chúng sanh, phải thọ giả gì cả. Nó chỉ là đất nước lửa gió như nhau thôi. Thành ra đất nước lửa gió này với đất nước lửa gió kia cũng là như nhau thôi. Ăn một cái thực á, mà thấy cái vật thực đó với cái thân mình á cũng là một. Nó cũng là đất nước lửa gió thôi. Đó. Cho nên nó là một cái trùng trùng duyên khởi hỗ trợ qua lại, mà biến đổi đủ thứ chuyện đó thôi. Chứ còn thực ra đó là lúc đó đó mình ăn trái ổi, rồi ăn trái xoài, rồi ăn trái cam, rồi ăn đủ thứ, nó lại cũng trở thành xương thành máu, cho nó là không còn ổi với xoài trong này nữa. Nó qua đây nó cũng là đất nước lửa gió, nhưng bây giờ nó thành xương thành máu, nó thành đủ thứ trong cái người mình đó. Cho lúc đó nó không còn xoài với ổi nữa, phải không? Thành ra mình phân biệt cái này xoài, cái này ổi, cái này là tôi, là thật ra là không phải. Bây giờ là mình là có xoài đóng á, có ổi đóng á, rồi có cái đủ thứ đâu này này, mà toàn là đất nước lửa gió không. Rồi đại khái là vậy. Vậy thì tại sao mình lại phân biệt mình với người khác? Cái tâm cũng không khác, con mắt cũng như cũng ai cũng thấy, cái lỗ tai ai cũng nghe, tất cả mọi cái đều thực ra đều giống nhau cả, không khác nhau, phải không? Nói chung là thế này, tùy cái tầm nhìn của mình mà mở ra cái gì? Mở ra những cái mà ảo tượng của bản ngã, ảo tượng của bản ngã dựng lên cái này, rồi khổ theo cái này, dựng lên cái kia, rồi khổ theo cái kia, dựng thêm cái nò nữa là khổ thêm cái nò nữa, là cứ dựng lên từ trói buộc, từ đau khổ, đó là ảo tượng của bản ngã. Cho nên tu hành chính là thấy ra cái ảo tượng đó để phá bỏ tất cả mọi cái ảo tượng nó đi, buông tất cả mọi cái ảo tượng nó đi, thì nó sẽ trở về với thực tại như nó là. Đó chính là tinh tấn, chánh niệm, tinh giác. Thưa thầy, con xin phép hỏi là
bài học hôm nay thầy có nhấn mạnh ở chỗ là trở về trọn vẹn trong sáng. Thì trong cuộc sống thì con là cư sĩ thì con không thể nào mà tránh khỏi tà kiến với tham ái, chắc chắn là như vậy rồi. Như vậy thì thưa thầy, cái pháp môn mà con nghĩ không biết có đúng không, đó là cái pháp quán tứ niệm xứ, với lại mình thiền trong một ngày khoảng 30 phút như vậy thì có đủ chưa, hoặc là có cái pháp môn trợ tu nào khác nữa không, thì thưa thầy hoan nghỉ dĩ dẫn. Không phải là một ngày 30 phút, mà bất kỳ lúc nào mình có thể trở về lại với chính mình, trở về trọn vẹn là chính mình thì cứ trở về. Đang lái xe thì tại sao không trở về trọn vẹn với chính mình? Tại sao không buông ra những cái mà vòng đồng lung tung để trở về mình lái xe cho nó trọn vẹn? Tại sao mình nấu ăn là mình không có buông ra những cái chuyện đi chơi chỗ này chỗ kia mà để mà trọn vẹn nấu ăn? Cái trọn vẹn đó là mọi lúc mọi nơi, chứ không phải là ngồi thiền. Ngồi thiền nếu có thì cũng chỉ là một phần cái hoạt động của sự sống, chứ không phải là ngồi thiền mới là tu hành. Có người nói rằng là con không có ngồi thiền được, con làm việc đủ thứ hết mà người nhà con cái đông quá phải đi làm nên làm sao ngồi thiền, chả ai biết ngồi thiền đâu. Bây giờ cứ làm tròn vẹn đi, làm mà tùy duyên phường pháp vô ngã vì ta thì còn hơn là ngồi thiền đó. Ngồi thiền mất thì giờ vô ích thôi. Ngồi thiền mất thì giờ vô ích, mà trong khi đó người ta đi làm để phục vụ cho con cái với cái tâm vô ngã vì tha thì mau đắc đạo hơn. Tức là mau xả bỏ cái bạn ngã hơn. Thì vẫn là quan trọng là cái nhận thức á. Nhận thức trong mọi hoàn cảnh, nhận thức đúng. Đó hồi nãy thầy nói, các bộ đó, nhận thức đúng, cái hành vi đúng, thế thôi. Thưa thầy, sau thầy vào giảng thì con rất hiểu là về muốn được tâm an thì mình phải có tránh bỏ cái tham ái rồi tà kiến. Nhưng mà trong cuộc sống nó không phải đơn giản như thế, để thực hiện đó nó rất là khó. Nhất là nói về trong cuộc sống thực tại, và nhất là đối với tuổi trẻ như con thì đã lớn, nhưng mà các đứa trẻ nhỏ thì vấn đề là tham ái nó rất cần thiết, tức là nó phải có những ước vọng, có về cái tương lai của nó suy nghĩ về cái ước vọng, tức là người ta phải suy nghĩ sắp đặt như thế nào để chuẩn bị cho tương lai của mình, để cố gắng, để đường hướng, có cái đường hướng để mình phấn đấu mình đi lên. Nhưng nếu mà đây là không trở lại thì nó có phải là rơi vào, nếu ở trong ở ngoài đời ấy, người ta nói là an phận, thì thầy có thể hoan hỉ thầy giảng cho, tức là các em nhỏ là cái tuổi trẻ người ta hiểu, tức là khi mình muốn được giải thoát, mình giác ngộ để cho tâm mình an, thì mình có thể buông bỏ một số những cái tham ái, nhưng một số tham ái nó cũng vậy, rất cần thiết cho cuộc sống, về cho tuổi trẻ, về tương lai, về đường hướng, về ước vọng, hy vọng. Dạ, cảm ơn thầy. Rồi, tham ái là đi đôi với tà kiến, còn nếu chánh kiến đó thì không phải là tham ái. Nếu mà mình chánh kiến là mình đã thấy đúng đó, thì cái ước muốn của mình không phải là tham ái. Cho nên đó, phát hiện được cái gì là tham ái, cái gì không tham ái là cái đó cũng là một cái điều rất quan trọng. Bởi vì á, bây giờ thầy ví dụ như thế này, là sự con có hai đứa con, đứa thì luôn luôn là có tham vọng, muốn mình sau này sẽ là phải trở thành cái này, muốn trở thành cái kia. Còn một đứa đó thì cứ đi học tới giờ toán là nghe, chăm chỉ nghe, rồi đem về có bài tập là làm thông suốt. Tất cả mọi cái đều nó thực, nó là nghe là nó sống tròn vẹn đúng, làm tốt hết. Còn một đứa thì cứ nghĩ rằng là mình phải là thành cái này thành cái kia, thì để xem rồi cuối cùng là hai đứa đó đứa nào nên người. Sống tròn vẹn, sống tỉnh thức, sống biết rõ mình cần làm gì, chứ không cần phải là làm chuyện lớn, thì những người đó mới là làm chuyện lớn được. Còn người mà chỉ nghĩ đến chuyện lớn thôi đó, thì
cuối cùng chẳng làm được việc gì cả. Đó là nguyên lý của sự sống. Vậy tại sao mình không, mình cứ nghĩ đến chuyện là mình sẽ làm cái nhà này cho lớn lên mà không còn vẹn với nấu ăn, cho nên bỏ muối nhiều hơn một chút. Chồng mới nói là đi làm về mệt mà thấy ăn cái canh gì mà mặn chát ấy, thôi lần sau không thèm ăn nữa, quá ăn tiệm. Có người bạn mới là mời tới về nhà ăn, mà cái người đó lại nấu ăn rất kỹ cho nên ngon quá đó, tới người bạn đó chơi, rồi cái người bạn nó tốt quá cho nên bỏ vợ luôn. Chỉ bởi vì là mình không tròn vẹn trong nấu ăn để mà nấu cho đàng hoàng cho chồng ăn. Thì đơn giản vậy thôi. Chứ bây giờ, mà tại vì sao vậy? Tại vì quá nghĩ quá nhiều những cái không thực. Tức là tham ái là cái gì mà mình chưa thấy thực, mình chỉ là ảo tượng thôi, mà mong muốn cái đó mới gọi là tham ái. Chứ còn á, bây giờ muốn làm cái chùa cho lớn, để cho có chỗ cho nhiều, để Phật tử tới nghe pháp cho đông, thì đâu phải tham ái. Đó là vì lòng vị tha chứ tham ái gì. Có một lần thầy đi qua bên Úc á, à bên Mã Lai á, đi Úc cũng về, mà đi thẳng về thầy qua Mã Lai thấy có mấy cái hoa đẹp quá. Cho nên thầy bây giờ ở đây trong chùa này là có những cây mà thầy lấy ở Úc, có cây thầy lấy ở Mã Lai đem về trồng. Có cây thầy lấy bên Miếng Điện. Thầy thấy có một cái cây phượng màu vàng, ở Việt Nam mình toàn phượng màu đỏ. Thì thầy mới nhờ một cái em bé leo lên hái cho thầy một cái, đem về lấy hộp ra, đem về gieo, bây giờ là mình bắt đầu có phượng vàng. Thì á, thầy đi với một người đệ tử, nói, thầy tham quá. Cái người đệ tử nói là, thầy tham quá. Mình giật mình nói, ủa, mình tham thiệt sao? Nhưng mà mình nhìn lại, quan sát lại cho kỹ thì cũng phải tham. Bởi vì mình lấy về đâu phải để cho mình. Mình lấy về để cống hiến cho mọi người, thế sao mà tham được? Mà trong khả năng mình có thể có cái hạt màu phượng màu vàng, khả năng mình có thể lấy được, mình chịu khó đem về để cho mọi người ở Việt Nam thấy cái hoa phượng màu vàng, thì tại sao lại là tham ái? Cho nên nếu một cái người mà có một cái tầm nhìn rộng, có một cái tâm địa lớn, thì người đó có thể làm những phần nhỏ nhặt lợi ích cho mọi người, thì đó không phải là tham vọng. Hay là người đó bởi vì cái khả năng của người đó làm được những việc nhỏ, vì vậy cho nên việc lớn cũng làm được. Và tại sao? Tại đó là do cái tầm nhìn của mình. Mình biết nhìn cái góc độ này với góc độ kia, tức là cái tầm nhìn lớn. Cái tầm nhìn càng lớn thì làm được nhiều việc lớn, mà cái lớn đó không phải là vì mình, mà vì cho mọi người. Thì thấy tại sao lại không làm? Lúc đó càng muốn chừng nào càng tốt chừng đó. À, nhưng mà cái tham muốn đó nó là nằm trong nhận thức đúng. Muốn làm được một việc lớn. Nghe cho kỳ ha. Muốn làm được một việc lớn mà lợi ích nhiều cho nhiều người thì phải có muốn trước. Cái progress là cái gì? Cái quá trình à? Quá trình hay là cái gì? Tiến trình à. Nếu một người mà có một ý muốn, nhưng mà ý muốn đó nó có đủ bốn yếu tố này, thì người đó nên làm, và làm nhiều chừng nào tốt chừng đó. Tức là nếu như người đó nắm vững cái yếu tố thứ tư đó, là yếu tố thấy rõ được cái việc mình làm, thấy rõ được cái việc mình làm. Và trong khi mình thấy rõ được cái việc mình làm đó không phải là mình mơ mộng. Mơ mộng thì mới là tham ái. Còn bây giờ không phải mơ mộng, tức là mình thấy rõ việc mình làm, thấy rõ cái tiến trình làm à, tức là cái việc làm đó nó thực hiện kết quả rõ ràng à, thì lúc đó đó người đó có muốn làm đi nữa thì có một cái ước muốn đúng đắn. Muốn làm này đó là có một ước muốn đúng đắn. Và khi mà có một ước muốn đúng đắn á, thì phải là
nỗ lực mà làm. Chứ còn nếu mình có một ý muốn rồi không nỗ lực chút nào hết ấy, thì cũng như không. Phải không? À, cũng như không. Rồi đó là mình có nỗ lực, nhưng mà nỗ lực một hồi một cái là mệt rồi, cái là thôi bỏ. Mà nỗ lực tới nơi tới chỗ. Bởi vì mình biết rõ cái tiến trình đó rồi đó. Cho nên bây giờ mình cứ làm thực hiện cái tiến trình đó thôi. Cho nên nó là làm tới nơi tới chỗ. Nhưng mà cái yếu tố quan trọng là yếu tố thấy rõ được cái tiến trình mà mình muốn làm đó. Thì cái đó đó là muốn bao nhiêu thì muốn. Muốn nhiều chừng nào tốt chừng đó. Chứ không phải là không muốn. Nhưng mà rõ ràng là thế này. Nếu một người muốn đúng, à, làm đúng, thì cái người đó sẽ là lời mừng mình, lời người. Còn nếu như mà mình nhận thức sai, mình làm sai, thì chỉ có hại mình, hại người mà thôi. Nguyên lý là vậy thôi. Chứ thầy đâu có nói là không có làm. Nhưng mà nguyên tắc là vẫn là thế này. Bây giờ anh muốn làm hay là cái gì đi nữa, ví dụ như bây giờ thầy lấy một ví dụ cho nó dễ hiểu ha. Bây giờ mấy đứa con có bàn tới chơi, con mới là có ý muốn, mà ý muốn này là ý muốn vị tha này, tức là nấu một món gì đó đại bàn ăn. Nhưng mà là con là biết rõ là người bạn này thích ăn cái gì, người bạn kia thích ăn cái gì, người bạn này lại không thích là dầu mỡ. Cho nên con nấu là con biết rõ là mình cần nấu gì, nấu bao nhiêu, à, thì những người bạn này sẽ là ăn là sẽ tốt. Như vậy là ý muốn đó là ý muốn quá tốt. Bây giờ con mới là thôi nghĩ vậy rồi rồi xong rồi đập mình ngủ. Nhưng mà sau khi nghĩ như vậy rồi là phải lo đi chợ để kiếm cho ra những cái món đó rồi về là nấu ăn. Nhưng mà cái biết rõ tiến trình này á, là nó gồm có hai phần. Một phần tức là biết rõ cái việc đó mình làm như vậy đó nè. Nhưng bây giờ mình làm này, nêm bao nhiêu, nấu bao nhiêu, lúc nào tắt lửa, lúc nào bằng lửa to lên, biết rõ từng ly từng tí cái chuyện đó thì quá tốt. Mà hơn nữa con làm việc đó là với lòng vị tha, chứ không phải là ích kỷ, mà cũng không phải là ảo tưởng. Nếu như mà con bàn con tới mà con muốn rằng là mình làm sao mà có gan rồng để mà nấu cho nó ăn, bởi vì cái món này mới là quý hiếm. Nhưng mua đâu ra cái gan rồng làm gì có, đó là ảo tưởng. Cho nên là muốn cái chuyện đó là tham ái, nó chuyện đó nó không có thực. Cho nên mình chỉ đau khổ thôi. Cũng giống như mấy ông vua đó là muốn thuốc trường sinh đó, thì cái đó mới là vô minh tham ái. Bây giờ muốn là mình cai trị đất nước hoài, mình muốn làm vua hoài, cho nên là muốn có thuốc trường sinh để uống, thì cái đó mới là tham ái chứ, phải không? Nhưng mà bây giờ ông tập thể dục, bởi vì nếu ông tập thể dục ông thấy đau lưng, cho nên nó đau nhất cái khó chịu, cho nên mỗi buổi sáng ông phải vận động, ông tập dục, tức là ông hiểu rằng là khi vận động thì máu huyết nó chạy đều như thế nào, tức là ông biết rõ cái tiến trình. Thì bây giờ ông muốn tập thể dục rồi ông mỗi buổi sáng tập thể dục là tốt quá, chứ đâu có ai nói gì đâu, phải không? Đâu có sai gì đâu. Ồ, hết giờ rồi.